Hội chứng thận hư là bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận, dẫn đến tình trạng mất protein qua nước tiểu, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng, thậm chí là suy thận cấp. Vậy, đâu là dấu hiệu của hội chứng thận hư và phương pháp điều trị bệnh lý này như thế nào? Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Thông, là bác sĩ chuyên khoa thận học và lọc máu thuộc Trung tâm Tiết niệu Thận học Nam Khoa, Bệnh viện Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ cái chủ đề là những vấn đề liên quan tới hội chứng thận hư. Hội chứng thận hư là một cái hội chứng, trong đó gồm có nhiều bệnh được thể hiện qua là việc đó là cái thận phải có chức năng là nó chỉ thải cái ureatinin và nó thải nước dư thừa ra ngoài thôi. Nhưng mà trong hội chứng thận hư thì nó lại làm thải thêm cái đạm ra ngoài nữa. Thế nên làm cho cái đạm không được giữ lại trong cơ thể để xây dựng cơ thể mà nó thoát ra ngoài nước tiểu. Tới cái mức hội chứng thận hư tức là khi mà cái đạm niệu trong 24 giờ đông được là lên tới 3,5 gram kèm theo là có rối loạn lipid máu. Và khi đó thì bệnh nhân sẽ bị xuất hiện là phù chân, phù toàn thân, phù luôn cả mặt, cả bụng. Ví dụ như là tại cái cầu thận, khi mà đáng lẽ là cái protein nó không có lọt qua cái cầu thận, nhưng mà vì lý do nào đó cái cầu thận nó bị hư đi, cái protein nó lọt qua được cái cầu thận đó, mà bệnh nhân sẽ bị tiểu ra ngoài và mình sẽ ghi nhận là có hội chứng thận hư. Hoặc là trước khi tới cái cầu thận nó đi mà có các bệnh mà nó làm cho cái protein trong máu nó tăng cao lên thì nó cũng bị thoát ra ngoài qua nhiều qua chỗ đó, thì nó cũng có thể biểu hiện cái hội chứng thận hư. Hoặc là sau khi qua cái cầu thận đó rồi thì nó đi trong cái thận mà nó tới cái ống thận đó, thì khi mà cái ống thận nó lại tăng thải cái protein qua cái ngõ ống thận đó thì nó cũng gây ra hội chứng thận hư. Khi mà chúng ta bị mất đạm tới mức hội chứng thận hư thì chúng ta sẽ bị phù ha. Các biểu hiện còn lại á, cái triệu chứng còn lại thì nó nằm ở trong cái xét nghiệm máu và nước tiểu thôi, tức là chúng ta ghi nhận được đạm trong nước tiểu và lipid máu trong máu thì cao lên. Thế thì khi mà có tiểu đạm á thì thông thường người bệnh sẽ có thể ghi nhận được là nước tiểu mình nó nhiều bọt lên đó, bọt trong nước tiểu sẽ bị dày lên và lâu tan hơn. Thì đứng trước một trường hợp hội chứng thận hư thì chúng ta phải biết được cái nguyên nhân nào gây ra cái hội chứng thận hư đó, thì chúng ta sẽ phải điều trị cái nguyên nhân đó. Ví dụ như là cái cầu thận nó bị tổn thương, thế thì nó có nguyên một cái nhóm bệnh đó là bệnh cầu thận. Thế thì để xác định được bệnh cầu thận này thì chỉ có một cái phương pháp thôi là sinh thiết thận, và phân theo từng loại bệnh đó thì chúng ta sẽ có cái phác đồ điều trị khác nhau. Ngoài ra còn có những cái hội chứng thận hư thứ phát, tức là hội chứng thận hư mà nó gây ra do các bệnh khác. Thông thường gặp là bệnh đái tháo đường ở người lớn tuổi, đái tháo đường lâu năm á, thì nó cũng có làm tổn thương cái thận và nó làm phát đạm ra. Hoặc là những cái nguyên nhân bệnh lý khác, bệnh lý nền khác á, nó gây tăng protein trước khi tới thận, hoặc là nó làm tăng thải protein qua ống thận gì đó, thì người ta tìm nguyên nhân, người ta điều trị theo cái nguyên nhân đó. Tùy theo cái bệnh nguyên nhân thì mình sẽ phòng ngừa theo nguyên nhân. Một số các bệnh cầu thận mà cái yếu tố di truyền á, thì mình không có biện pháp nào để mình phòng ngừa, mình sinh ra là ai là mình là người đó rồi. Một số yếu tố khác, ví dụ như là khi mà bệnh nó ở cái mức mà chưa tới hội chứng thận hư á, chỉ mới có tiểu đạm thôi á, thì mình thấy ghi nhận là mình có phù, có tiểu bọt, có thể mình đi khám bệnh và mình điều trị ngay từ lúc đó. Hoặc là cái hội chứng thận hư mà do các nguyên nhân khác á, do tiểu đường chẳng hạn, thì mình phải cố gắng mình khống chế đường huyết cho thật là ổn, sử dụng thuốc theo đúng cái chỉ định để có thể là phòng ngừa các cái bệnh thận đó. Rồi cái bệnh thận nó sẽ diễn tiến, cuối cùng diễn tiến tới cái tiểu đạm hoặc hội chứng thận hư. Hoặc là điều trị cái bệnh nguyên nhân mà nó làm tăng cái protein trong máu, hoặc là làm tăng thải cái protein ở thận đó. Khi mình uống thuốc kéo dài thì mình uống thuốc là mình phải đi tái khám để có cái phác đồ giảm liều một cách hiệu quả mà một cách đúng đắn, và giảm liều phải theo đúng theo cái lộ trình và cái liều duy trì ấy, mình phải kéo dài cái liều duy trì đó đủ cái thời gian.
Thế thì có hai cái sai lầm mà chúng ta thường hay gặp đó. Là thứ nhất là chúng ta uống thuốc một toa, chúng ta uống hoài kéo dài. Như vậy thì vô tình là chúng ta lại uống một cái lượng lớn thuốc trong một thời gian dài, thì chúng ta sẽ bị thêm một cái bệnh nữa, đó là suy thượng thận mạng ha, hoặc là phụ thuộc vô cái corticoid đó. Và cái sai lầm thứ hai á, là khi mà chúng ta đang uống rồi chúng ta hết phù, chúng ta giảm phù rồi chúng ta lại tin rằng là chúng ta hết bệnh á, chúng ta không có duy trì cái liều duy trì ngắn đó, một đủ cái thời gian có bệnh thì 2 năm, có bệnh thì 3 năm á, thì chúng ta sẽ dễ bị tái phát. Bà chia sẻ về hội chứng thận hư đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong các chuyên đề sau.